Chào mừng các bé đến với kênh Sóc Cò TV. Các em nhìn thấy xem trước mắt là có những gì nào? Nào là khủng long này, có nhiều khủng long và trứng nắm. Hôm nay anh sẽ chia sẻ với các em không phải là các bạn khủng long này đâu, mà chỉ là minh họa thôi. Anh sẽ đợi các bạn trứng nhé, có quả trứng nhé. Khi các quả trứng ấy mà sẽ nở ra có rất nhiều khủng long con. Lúc đấy nhá, anh sẽ lấy khủng long con, anh sẽ đi kinh doanh bán các bạn khủng long con. Thế là lúc đấy anh sẽ trở thành triệu phú và anh sẽ có thật là nhiều tiền. Anh sẽ mua đồ chơi cho các em như thế này nè. Hôm nay anh muốn giới thiệu với các em một bộ đồ chơi mới, đó chính là một bộ đồ chơi super car các em nhé. Super car, tạm dịch là siêu xe. Siêu xe, các em có biết là siêu xe là như thế nào không? Tức là những cái xe rất là có rất là đẹp và nó chạy tốc độ rất là lớn và rất là ít người có thể mua được nó. Nhưng mà anh là người triệu phú, anh đã mua được nó và anh đã cho các em xem. Giỡn vậy thôi, đây chỉ là mô hình đồ chơi thôi các em ơi. Mô hình đồ chơi. Rồi mình sẽ làm quen với bạn ấy nha. Đây là đồ chơi về ô tô này. Chiếc xe ô tô này màu đỏ nhá. Màu đỏ ạ. Anh muốn chia sẻ thêm với em rằng là khi mà cái video này nó đạt được 10.000 view đó, anh sẽ vẫn gửi quà cho các em nhé. Các em nhớ ghi địa chỉ số điện thoại ở dưới cái video. Khi mà video đạt được 10.000 view đấy, anh sẽ kiểm tra, anh sẽ liên lạc với các em và anh sẽ gửi quà cho các em. Các em có thích không? 10.000 view thôi nhá. Tại vì đợt này anh thấy rất là lâu mới được nên anh sẽ hạ cái tiêu chuẩn xuống để cho các em lấy phần quà của anh. Trời ơi, anh mong các em lấy phần quà của anh lắm. Rất là mong, đặc biệt là người đầu tiên. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng khui hộp này ra xem bên trong có những cái gì này. Rồi anh và các bé mình sẽ cùng nhau chơi nhá. Rồi, mình sẽ mở ra xem nào. Dễ đây. Hộp quá, siêu xe. Ấy, màu đỏ, đúng là màu đỏ. Lúc đầu anh nghĩ là màu vàng cơ, nhưng không phải. Hóa ra lại là một chiếc xe màu đỏ. Anh để hộp bên cạnh nhé các em. Bé nào đạt được nhận được phần quà của anh thì anh sẽ đóng hộp, anh sẽ gửi cho các em. Anh để bên cạnh nha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm quen bạn xem nào. Xem bạn có gì mới nào. Siêu xe. Cái này cái gì đấy? Xem nào, có bấy, có pin nào. Mình dùng những ba cục pin à. Rồi. Bộ đồ chơi này rất là đơn giản, không cần phải lắp ghép gì các em ạ. Đúng là siêu xe quá khác, đẹp quá ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho pin vào cho các em. Cho pin vào thì cho pin. Pin này anh đầy nè. Nhiều. Sẽ cho pin nào. Siêu xe. Một cục nè. Hai cục nè. Ba cục rồi. Hiện đại nè. Rồi. Action. Tuyệt vời. Mình sẽ xem nào. Bạn có cái trò gì nào. Bắn nha các em. Đấy, anh sẽ tắt điện lên bàn. Các em thấy sao? Đẹp không?
Mình bật đèn lên thì lại không đẹp lắm ha. Mình bật đèn lên thì lại không được đẹp. Đẹp thế. Đẹp chưa các em? Mời bạn. Em nhìn là thế này bạn, nó di chuyển này đấy. Bây giờ mình muốn cái bạn này mà bạn ấy chạy các em, mình chỉ cần việc mình nhấc cái này ra nhé. Đó, mình nhấc ra rồi thì bây giờ nó bạn sẽ chạy, bạn sẽ di chuyển đấy. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha. Đấy đấy, bạn ấy chạy đấy. Đấy các em ơi, đấy mình tắt điện đi. Đấy bạn ấy, đấy em có thích mua đồ chơi này không? Tuyệt vời luôn, quay tròn giống như là con bọ bọ cánh cứng, nó xòe cánh ra nó có nó bay vậy. Tuyệt vời chưa? Anh đợi bạn ấy, bạn ấy sửa cánh nhau, anh tắt đi để cho nó nhìn cái đẹp nhận. Đấy đấy các em nhìn thấy chưa? Ôi trời ơi đẹp thế. Khoảnh khắc này thật là tuyệt vời các em ha. Để như này đi ha. Đấy thôi, tuyệt vời chưa? Khoảnh khắc này không phải là dễ đâu nhé các em. Anh sẽ để thêm một chút nữa. Đây đây, cái này à, cái này đi. Đây thôi, để cái này đi. Này để nào, đây hay để cùng với các bạn. Đây ha,
Các em thấy đấy, vậy là hôm nay các em và anh mình đã khui hộp bộ đồ chơi Supercar siêu xe rồi nhá. Các em nhớ hãy ghi tên và địa chỉ số điện thoại dưới để nhận được món quà mới nhất của anh nhé, đặc biệt là bạn siêu xe này nhé. Rồi hôm nay mình chơi đến đây thôi nhé. Anh chào các em và hẹn các em ở những video tiếp theo. Chào các em.